Xin chào anh em nha. Hôm nay em lên cho anh em cái lô máy như cũ, nhưng mà hôm nay là cái clip rồi đầu tiên cho em, là em sẽ test cắt cỏ cho anh em xem, rồi em sẽ vô chi tiết cần con ha. Rồi vô. Dây cước luôn nha anh em. Nè, cắt bằng dây cước luôn đó. Mà con máy nó chạy khỏe là vậy đó. Đó, rất là ngon ha. Rồi, xin chào anh em ngày 28 tháng 3 ha. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên cho anh em cái lô máy cắt cỏ. Đầu clip thì em có test thử cho anh em xem cái độ mạnh của con máy. Ở đây này, cắt cỏ và cắt bằng dây cước nha anh em. Cái ổ cước thì nó sẽ nặng hơn là cái lưỡi. Con máy nó phải đủ khỏe. Nhưng mà anh em thấy con này nè, con máy nó rất là nhỏ, nhưng mà đưa cái ổ cước vô cắt rất là mướt, không có thấy nó dúi miếng nào luôn nha anh em. Rất là cước thôi, còn nếu anh em muốn khỏe nữa phải không, anh em gắn cái lưỡi dao là cắt còn ngon nữa ha. Đó, con máy nó chỉ là máy nhỏ xíu thôi mà nó chạy tới vậy đó. Rồi, clip hôm nay em lên cho anh em đặt cái lô chữ M, bắt đầu từ con M1 và con cuối cùng ở dưới là con M12 nha anh em. Số điện thoại để anh em chốt đơn là 0917414042. Số này thì có Zalo ha. Hình thức mua bán của anh em là bao ship tặng nhà. Anh em không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn. Là hàng tới nơi anh em có quyền được kiểm tra máy, có quyền được test nổ thử. Máy ở đây là máy 2 thì, cho nên là anh em chuẩn bị xăng pha nhớt 2 thì để thử hàng giùm em ha. Cái tỷ lệ pha là 1 lít xăng 40cc nhớt nha anh em. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Thạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Anh em xem clip nhớ cho em một nút like, một nút đăng ký kênh ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi em vô con đầu tiên cho mình là con M1. Rồi, M1 là cái con Tanaka nè, con này Tanaka bugi đứng ha. Nòng là 32 ly, 23cc. Con này thì máy là máy bugi đứng nha anh em, chạy rất là phao, rất là khỏe luôn. Con này bình xăng con thì đã lên cho anh em bình xăng con 2 kim mới, còn bình xăng lớn cũng đã thay mới luôn nha anh em. Cái này còn gọi là Tanaka chữ A ha, do cái chân trống nó như chữ A đó, cho nên là mình gọi là Tanaka chữ A ha. Rồi, con này tâm nó là tâm liền, tâm nhựa nha anh em. Đây, đặc biệt cái con này nó dùng bộ ga 2 chế độ. Ga này là như ga bóp, anh em kéo ra, anh em kéo nè, buông là tự động nó nhảy về là nó chảy về anh em. Còn anh em muốn kéo tới đâu nằm tới đó thì mình bóp cái này vô. Còn mình lên ha, là tự động là kéo tới đâu sẽ nằm tới đó cho mình nè. Rất là hay luôn, công tắc trên tay cho mình luôn nha. Chắn cỏ đầu bò zin nha anh em. M1 giá 1,3 triệu ha. M2 chó rồi chạy ngon lạnh em, cái này vô giật lại bị vô chó rồi. Cái này để em kiểm tra trong đây lại. Con M2 này là con Maru 20 ha, nòng 30 ly 20cc. Tình trạng con này thì nguyên zin hết luôn nha anh em, nó không có thay thế bất cứ thứ gì vô luôn nha, hàng Nhật sao giờ là để nguyên vậy luôn. Con này bình xăng con zin anh em, chụp giật là chụp giật chợ lật luôn ha. Bình xăng lớn là bình zin cho mình luôn nè. Cái này anh em yên tâm, hàng mà trước khi đi thì bên em sẽ là kiểm tra hàng rồi cắt cỏ thử, giống như hồi nãy em bắt đầu clip em có quay cho anh em đó, là sẽ thử như vậy đó rồi em mới cho đi hàng. Anh em cứ yên tâm nha, hàng tới nơi anh em mình còn kiểm tra thêm một lần nữa mình mới nhận nha anh em. Áo con này thì liền lạc hết nè, không bể không vỡ đâu luôn nha. Đây, công tắc án ha. Tôm con này thì nó là tôm liền tôm nhựa nha anh em,
tôm liền tôm nhựa thì nó có cái lợi thế riêng là tôm liền á thì cái dòng tua nó quay nhanh, còn nhựa thì nó giúp cho mình nó nhẹ nha anh em, là cái lợi thế của tôm liền tôm nhựa ha. Rồi tay đôi gai dữ nha, trắng cỏ đầu bò zin hết trơn luôn nha anh em, con này zin hết cho mình luôn nè, không có bị thay thế cái gì mà áo thì cũng không có bị vỡ chỗ nào hết luôn nha. M2 giá 1.200.000. M3 hơi quá dày luôn anh em, hơi là kéo không nổi nè anh em nhìn nè. Đó, hơi là như mới luôn nha anh em. Đó, bực bực luôn nha. Nè, rất là dày luôn ha. M3 con này là con Echo Gen nha anh em, nồng là 32 ly, 23cc. Tình trạng này thì nguyên zin hết luôn nha. Ok thì cái màu áo nó hơi sậm thôi, còn nồng bít tông là em bao cho anh em rất là ngon. Con này mà nếu anh em xăng pha nhớt đầy đủ 1 lít xăng 40cc nhớt là em bao anh em xài chục năm luôn nữa. Một chục năm là chuyện bình thường luôn nha anh em. Rất là bền ha. Cái này bình xăng con zin anh em, bình xăng lớn cũng là bình zin cho mình luôn. Rồi, tôm này thì nó là tôm liền tôm nhựa ha, tôm theo máy luôn nè. Đó. Tay đôi gai dữ nha. Công tắc thì nằm trên tay, anh em kéo theo hướng mũi tên nó là tắt nè, gạt ngược lại là mở nha. Trắng cỏ đầu bò zin nha anh em. Con này zin hết luôn nè. Chỉ có cái màu áo nó hơi sậm thôi, còn lại thì nó rất là ngon, nhất là bộ nồng bít tông ha. M3 giá 1.300.000. M4 M4 là con Maru 20 nha anh em, con này nồng 30 ly 20cc, áo còn đẹp lắm nha anh em nè, rất là bóng luôn ha, cực mới luôn, rất là sáng luôn nha, này màu hồng, hồng tươi luôn nha anh em, 30 ly 20cc, nói chung anh em cắt cổ vườn, cổ nhà, cổ gió nhỏ là ok con lành này, với lại dòng này nó chạy nó tiết kiệm xăng nha anh em, ở máy nhỏ nè, thứ hai là bình xăng con zin luôn nè, bình xăng zin theo máy luôn nha anh em, siêu lại xăng luôn, bình xăng lớn con này cũng là bình zin cho mình luôn nha, trong lốc thì con này có dập mắt in da băng luôn ha, đây. Đó, mắt in cho băng này ha anh em. Tâm con này thì nó là tâm liền, tâm nhựa. Công tắc zin nha, theo máy nhưng mà theo em tắt thấy thì nó hơi bị nặng đó anh em. Cái này để anh em có chốt thì em sẽ thay cho anh em một công tắc mới nằm bên đây nè, để cho anh em tắt cho nó dễ, chứ công tắc này hiện tại thấy nó nặng quá. Tay đôi, gai dữ ha. Lắp đầu bò zin hết trơn anh em, con này nguyên bản. Con cái là cái chỗ này nó bị cắn nhẹ đen miếng nha anh em. Cái này hàng về nó máy đè máy cho nó bị cắn nhẹ đen miếng nè. Ha, đụng nhẹ đen miếng. M4 giá 1.300.000 anh em, tổng thể thì còn rất là sáng nha, rất là đẹp. Đây. Tiếp theo con M5. M5 là con Tanaka, Tanaka là Tanaka hay chống nha anh em. Dòng này thì được cái nổ rất là giòn ha. Này áo màu đen bóng nè anh em. Này. Đó, bóng lưỡng luôn nha anh em. Còn mới cực kỳ luôn ha. Cái này 32 ly, 23cc nha. À, bình xăng con zin, bình xăng con quanh gồ, e là tự động nè anh em. Nè anh em đóng e là phải không? Mình lên ra là tự động nó nhảy về nó mở luôn, rất là tiện luôn ha. Bình xăng lớn cũng là bình zin cho mình luôn. Chân chống bình xăng đầy đủ luôn nha anh em.
đó, đây là chân, chân chỗ bình xăng, nhưng mà nó có hai chân cho nên gọi là Tanaka hai chấm đó nè. Đó, tại vì Tanaka nó rất là nhiều dòng cho nên là anh em mỗi dòng nó có cái tên riêng để cho anh em dễ phân biệt ha. Công tắc ấn nha anh em, tâm con này thì nó là tâm liền tâm nhựa nha, áo quá đẹp luôn nha anh em, bô thì trắng tươi nè, tay đôi ga dữ ha, lắp đầu bò đầy đủ nguyên zin hết cho mình luôn nha. M5 giá 1.450.000 anh em, áo đèn bóng luôn nè, bốc lưỡng luôn á. Tiếp theo con M6, M6 này là con Echo Kiwis dòng khủng long ăn cỏ nha anh em. Ha, con này tại nãy giờ để lên hơi lâu nó bị tuột xăng nha anh em, cho nên cái đầu nó giật chưa chạy, nhưng mà một khi xăng đã qua đã chạy rồi thì một cái lụm nha anh em. Đây. Đó. Xăng đã qua rồi thì chỉ cần một cái là chạy thôi. Dòng Echo khủng long ăn cỏ một trong những dòng máy siêu rẻ cho anh em, nhưng mà chạy thì nó rất là khỏe, rất là mạnh luôn, mà cũng rất là nhiều công dụng cho mình dễ xài. Đặc biệt áo là áo sắt bao, anh em xài không sợ bị vỡ, gớt mẻ thì anh em nắng anh em xài tiếp thôi. Bình xăng con là hai kim mới nè, bình xăng lớn thì cũng thay mới cho mình luôn. Tum nó là tum gờ tum nhôm luôn nha. Đây. Đó, tum nhôm nha anh em. Công tắc ấn nè. Tay đôi ga giữ ha anh em, lắp đầu bò zin, công tắc thì đã giờ xuống đây rồi nha anh em. Công tắc trên đó bị đứt dây, không có xài được ha. À, dòng này thì được cái là giá rẻ mà chạy rất là khỏe, rất là mạnh luôn nha nè. M6 giá 1.500.000. M7 M7 là con Maru 23 ha, nòng 32 ly 23cc, áo màu xanh nước biển nha anh em. Đặc biệt cái chụp giật nó cũng là thiết kế màu khác người ta nè, người ta màu đen không à, còn nó gắn cái màu xanh anh em, nó tạo sự khác biệt cho con máy nè. Chụp giật chạy lật luôn nè ha. Bình xăng con zin, bình xăng lớn zin nha anh em. Con này cái nắp interke nó bị hơi bị sụi sụi, cái này là kiểu như cái nó bị bong cái áo nè. Bong cái áo này anh em về đẹp không, anh em lấy cái áo nè, lấy cái dao á, anh em cạo cái phần này bỏ nè, nó là nó đẹp lên lại như cũ à ha. Áo thì còn mới lắm nha anh em, chỉ có cái này nó bị trong bị chóc cái này lên thôi, bông cái này lên thôi. Hay về cạo cái nhẹ cái là ra đẹp liền. Công tắc nằm đây ha, gạt lên là mở, gạt xuống là tắt nha anh em. Tôm này thì nó là tôm liền tôm nhựa ha. Tay đôi ga giữ nha anh em. Lắp đầu bò zin nha, con này zin hết cho mình luôn nha, không bể không vỡ luôn nè. M7 giá 1.500.000 ha. M8 M8 là con Ryobi, dòng Ryobi Dương Tiễn nha anh em. Con này nòng 34 ly nè, 26cc ha. Chụp giật trợ lực, máy buggy đứng. Đặc biệt thiết kế của dòng này là có những cái lỗ thông gió rất là tốt, rất là nhiều mà thiết kế rất là đẹp như những con mắt Dương Tiễn đó nè. Cho nên gọi là Ryobi Dương Tiễn ha. Bình xăng con zin, bình xăng lớn cũng là bình zin cho mình luôn. Tâm con này thì nó là tâm liền tâm nhựa anh em. Tem mát còn nguyên si cho mình luôn. Đặc biệt cái phần nhắn nhá là phần đen phần vàng nè. Chia ra hai cái này thấy không? Nhìn rất là ấn tượng, rất là đẹp luôn nha. Tay đôi ha. Ra đây,
công tắc là công tắc trên tay luôn nha anh em, công tắc ấn rất là dễ sử dụng. Láp chắn cỏ đầu bò zin nguyên xi nguyên bản theo máy cho mình hết luôn, tem mát thì chưa bị bong chóc luôn ha, rất là mới. M8 giá 1.650.000. M9 M9 là con Ryobi ha. Con này nòng 34 ly, 26 cc nha anh em. Con này cũng là máy thuộc dạng bugi đứng nè ha. Chụp giật trợ lực luôn. Bình xăng con này. Bình xăng con này là bình xăng con 2 kim mới anh em. Còn bình xăng lớn là bình zin ha. Thun nè, còn đầy đủ, còn cao luôn nha anh em. Chưa bị mòn nhiêu luôn nha. À, còn rất là cao luôn á. Con này thì nó là tâm liền tâm nhựa ha. Công tắc nằm đây nha anh em. Đây, tâm liền tâm nhựa theo máy cho mình luôn. Tem mát còn Ryobi còn nguyên xi luôn. Tay đôi ha. Ghe giữ nè. Láp chắn cỏ đầu bò zin cho mình hết luôn nha. Rất là mới anh em, bô còn đẹp luôn nè. Đó, áo dần khè hết luôn nha. Quá đẹp. M9 giá 1.650.000 ha. M10. M10 là con Echo Kiwit Echo 260 nha anh em. Nòng của nó là 34 ly, 26 cc ha. Con này thì chụp giật trợ lực nè anh em. Bình xăng con zin ha. Còn bình xăng lớn này thì đã thay mới anh em. Giật trợ lực cho nên giật rất là nhẹ nhàng đây. 34 ly nhưng mà giật rất là nhẹ nhàng luôn ha. Con này thì nó là tum liền tum nhôm anh em. Nước sơn thì nó có hơi chóc chút xíu nha. Tum nhôm mà thì nước sơn đâu ảnh hưởng gì đâu. Đây, số xe ghi máy là 054387. Tem mắt như băng còn đầy đủ luôn, chân chống còn luôn nha anh em. Con này hàng về bị máy đè máy bể nên thay bình xăng mới nha, chứ chân này còn dày lắm nha anh em, còn cao lắm nè, với lại rất là chắc chắn luôn ha. Tay đơn nha, bát ga nằm trên láp nè, công tắc cũng nằm trên láp theo cái bát ga luôn ha. Láp đầu bò zin hết trơn luôn nha anh em. Dòng này thì được cái chạy rất là tiết kiệm xăng mà chạy rất là cho bò luôn nha. Echo Kiwit ha. Rồi M10 giá 1.800.000 nha. M11 M11, con này là con Kawasaki TJ nha anh em. TJ này TJ 27 nè, áo phải gọi là vàng khè luôn anh em ơi, vàng mà vàng khè luôn nha. Nòng 35 ly, 27 cc ha. Đây, mặt tiền anh em. Quá mới luôn ha, chụp giật là trả lật luôn. Quá đẹp. Đó, máy là bugi đứng luôn. Con này thì nó dùng cái e tự động nha. E thì anh em đẩy vô đóng nè. Lên ga là tự động nó nhảy về nó mở luôn nha anh em, e tự động ha. Bình xăng lớn của bình zin luôn. Tum liền tum nhỏ anh em. Con này thì nó chơi theo kiểu là tối giản luôn em, đơn giản thôi, là nó một màu từ trước ra sau luôn, áo tới tum thì một vàng một màu luôn. Đó, thiết kế mà gọi là kiểu tối giản luôn nha anh em, không cần phải suy nghĩ nhiều, một màu cũng tới luôn. Công tắc đây ha, gạt lên là mở, gạt xuống là tắt nha anh em. Tay đôi ga giữ ha, láp trắng cỏ đầu bò zin anh em. Đặc biệt cái con này nó chơi hình trắng cỏ hình con cá đuối nha, quá đẹp luôn ha, vàng khè luôn, vàng là vàng khè nha. Đó, đẹp nha. M11 giá 1.900.000 nha anh em. M12
M12 con này là con Tanaka anh em, con này là Tanaka 3004 ha, nồng 37 ly, 34cc, chập giật trợ lực, máy bu ghi đứng ha, bình xăng con zin nha anh em, bình xăng con quanh gồ ra ngang nè, bình xăng lớn con này thì đã thay mới nha anh em, nè, đây, bô còn trắng đẹp luôn ha, áo thì đen thù lùi luôn nha anh em, đen bóng luôn nè, đẹp nha anh em, máy thì 34cc, nói chung anh em cắt cỏ vô tư, cắt cỏ kiểu gì cũng được, con lành ha, tôm đó là tôm liền, tôm nhựa nha anh em, tôm quá đẹp đó, ao hết luôn. Đây, quả mới quá đẹp luôn nha anh em. Đó, công tắc ấn ha. Rồi, tay đôi, ghe giữ nha anh em. Lắp đầu bò zin cho mình hết luôn nha. Anh em nào cần một con máy lớn, máy khỏe để cắt cỏ cứng, coi dày, coi bụi thì lượm con cuối cùng này, con M12 nha anh em. Tanaka 3004 ha. M12 giá 2 triệu 300 ngàn nha anh em. Rồi, anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917414042 ha. Chào tất cả anh em.